Bấy giờ thượng thủ các vị đại thanh văn gồm có Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ly Bà Đa, Tu Bồ Đà, A Nậu Lâu Đà, Nan Đà, Kiếp Tân Na, Ca Chiên Diên, Phú Tân Na. Các vị đại thanh văn như vậy ở trong rừng Thẹ Đa, Thầy đều chẳng thấy thần lực của Như Lai, chẳng thấy sự trang nghiêm tốt đẹp của Như Lai, chẳng thấy cảnh giới của Như Lai, chẳng thấy sự du của Như Lai, chẳng thấy thần biến của Như Lai, chẳng thấy sự tôn thắng của Như Lai, chẳng thấy diệu hạnh của Như Lai, chẳng thấy oai đức của Như Lai, chẳng thấy sự trụ trì của Như Lai, chẳng thấy cõi tịnh của Như Lai, cũng chẳng thấy cảnh giới không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, Bồ Tát Đại Hội, Bồ Tát vào khắp. Bồ Tát đến khắp, Bồ Tát qua đến khắp, Bồ Tát thần biến, Bồ Tát du hí, Bồ Tát quyến thuộc, Bồ Tát phương sở, Bồ Tát trang nghiêm tòa sư tử, Bồ Tát cung điện, Bồ Tát trụ xứ, Bồ Tát vào ta muội tự tại, Bồ Tát quán sát, Bồ Tát tần thân, Bồ Tát dũng mãnh, Bồ Tát cúng dường, Bồ Tát thọ ký, Bồ Tát thành thục, Bồ Tát dũng kiện, Bồ Tát pháp thân thanh tịnh, Bồ Tát trí thân viên mãn, Bồ Tát nguyện thân thị hiện, Bồ Tát sắc thân thành tựu, Bồ Tát các tướng thanh tịnh đầy đủ, Bồ Tát thường quang các sắc trang nghiêm. Bồ Tát phóng lưới đại quang minh, Bồ Tát khởi mây biến hóa, Bồ Tát thân khắp mười phương, Bồ Tát các hạnh viên mãn. Những việc như vậy tất cả các đại đệ tử thanh văn thầy đều không thấy. Tại sao? Bởi vì căn lành không đồng, vì vốn không trồng căn lành thấy Phật tự tại, vì vốn không khen ngợi công đức thanh tịnh tất cả cõi Phật mười phương thế giới, vì vốn không khen ngợi đủ thứ thần biến của chư Phật thế tôn, vì xưa kia lưu truyền ở trong sanh tử, không phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, vì vốn không khiến cho người khác trụ tâm bồ đề, vì vốn không khiến cho giống tánh như lai không đoạn tuyệt vì vốn không nhiếp thọ các chúng sinh, vì vốn không khiến cho người khác tu tập Bồ Tát Ba La Mật, vì xưa kia khi lưu truyền trong sanh tử không khuyên chúng sinh, cầu mắt đại trí tối thắng, vì vốn không tu tập các căn lành sanh nhất thiết trí. Vì vốn không thành tựu các căn lành như lai xuất thế, vì vốn không đắc được thần thông trí huệ nghiêm tịnh cõi Phật, vì vốn không đắc được mắt biết cảnh của các Bồ Tát, vì vốn không cầu các căn lành bất cộng Bồ đề vượt thoát thế gian, vì vốn không phát các đại nguyện của tất cả Bồ Tát, vì vốn không do như lai ra bị sinh ra, vì vốn không biết các pháp như viễn Bồ Tát như mộng, vì vốn không đắc được hoan hỉ rộng lớn của các đại bồ tát như vậy đều là cảnh giới mất trí huệ bồ tát phổ hiền chẳng cùng với tất cả nhị thừa bởi nhân duyên đó nên các đại thanh văn chẳng thấy được chẳng biết được chẳng nghe được chẳng vào được chẳng đắc được chẳng niệm được chẳng quán sát được chẳng thọ lượng được chẳng tư duy được chẳng phân biệt được cho nên tuy ở trong rừng thẹn đa mà chẳng thấy các đại thần biến của như lai